Tiếp tục với những thông tin thời tiết với biên tập viên thời tiết Hương Liên. Thưa chị, ngày mai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ rồi, không biết là thời tiết biển phía Nam thì có tốt hơn để cho tàu thuyền ra khơi không chị? Vâng, Quốc Anh, theo dự báo thì ngày mai gió ở các vùng biển phía Nam vẫn khá là mạnh. Vì thế mà khả năng tàu thuyền chưa thể hoạt động bình thường được. Tại vùng biển Ninh Thuận đến Cà Mau sang cả Kiên Giang, bao gồm hàng loạt các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Phú Quý, Côn Đảo, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3m50. Khoảng từ ngày 5 tháng 9, sóng gió mới giảm dần. Cũng do gió Tây Nam mạnh nên trên đất liền khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, ngày mai tiếp tục có mưa. Trên bản đồ dự báo mưa, những nơi có màu xanh lá thì khả năng xảy ra mưa lớn trên 120mm. Mưa to dồn dập dễ gây ngập úng ở các khu đô thị trũng thấp, đề phòng sạt lở tại vùng núi của Tây Nguyên. Còn với Bắc Bộ, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, trời sẽ nhiều mây, mưa rào xảy ra vào buổi sáng. Mưa giúp bầu không khí thêm dịu mát, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các thành phố phổ biến từ 28 đến 33 độ. Còn bây giờ, xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong 2 ngày đầu tuần. Thành phố Hà Nội sáng mai có mưa rào, thời tiết dễ chịu, cao nhất là 32 độ. Sang thứ ba nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng thêm 2 độ lên 34 độ, cảm thấy nóng vào buổi trưa. Thành phố Huế do có mưa về chiều tối, thời tiết bớt nóng hơn những ngày trước, nhiệt độ cao nhất 33, 34 độ. Đêm và sáng trời mát 25, 26 độ. Thành phố Phú Quốc dự báo 2 ngày đầu tuần trời mưa nhiều, mưa xảy ra bất chợt trong ngày, có lúc mưa to, đề phòng gió giật mạnh và sấm sét trong cơn dông. Nhiệt độ cả hai ngày đều dưới 30 độ.